Mẹ bầu tuyệt đối không làm 7 điều này trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thứ nhất, không sơn móng tay. Mùi của sơn móng tay khá đồng, thường sẽ khiến mẹ bầu ngén nhiều hơn. Hóa chất có trong sơn móng tay cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ. Thứ hai, không căng thẳng hay làm việc quá sức. Ổn định tinh thần, ngủ sớm ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng với mẹ bầu để đảm bảo thai nhi phát triển khỏe mạnh nhất. Đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ không nên cố gắng quá sức để làm việc hay tham công tiếp việc, dẫn tới cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược. Thứ ba, không tẩy trắng răng. Các chuyên gia nhà khoa khuyên mẹ không nên thực hiện tẩy trắng răng khi đang mang thai và cả giai đoạn đang cho con bú, vì những hoạt chất có trong thuốc tẩy trắng răng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Thứ tư, không tự ý dùng thuốc điều trị. Thuốc điều trị dùng trong thai kỳ rất cẩn trọng, tránh thành phần gây ảnh hưởng đến thai nhi. Kể cả với thuốc bổ, mẹ bầu cũng nên trao đổi với bác sĩ sản khoa để được tư vấn. Mẹ không nên tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ. Thứ năm, mẹ không nên hoạt động mạch. Do hoạt động cần hoảng máu trong những tháng đầu này chưa ổn định, nên mẹ bầu cần lưu ý không làm việc tám sức, mang vác leo trèo hay không đi giày cao gót. Thứ sáu, không hút thuốc lá hay sử dụng đồ uống có cồn. Hút thuốc lá trực tiếp hay thụ động đều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mẹ và em bé, làm tăng nguy cơ dị tật. Ngoài ra, mẹ bầu nên tránh xa đồ uống có cồn như bia rượu, đồ uống có ga như những vải màu thắng chai. Thứ bảy, không xông thời pasteur tắm nước quá nóng. Mẹ nên cẩn thận với các hoạt động khiến nhiệt độ của cơ thể mẹ thay đổi đột ngột, nhất là trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên.